Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi video API Testing with Postman. Mình là Hoàng Hà. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm giải pháp cho vấn đề Hà đã nêu ra ở video trước. Đó là làm sao để gán giá trị được trả về từ API đầu tiên cho các API tiếp theo. Rồi, mình sẽ bắt đầu ha. Đầu tiên, mình sẽ chạy API item. Lúc này mình đang nhận được status code là 401 hả các bạn. Thì status này có ý nghĩa là API chưa được chứng thực. Thì để chạy được API add item thì mình cần gửi một request với giá trị gọi là token. Thì đây, ở tab header nè, ở trường là authorization, mình cần gửi giá trị token vào đây. Giá trị token sẽ được trả về sau khi mình gọi API login thành công. Vậy Hà sẽ chạy API login để mình có thể trả về giá trị token ha. Rồi mình có được giá trị token ở đây nha các bạn. Mình sẽ copy giá trị token này, dán vào trường authorization của API at item. Lúc này mình chạy thành công rồi ha các bạn. Như các bạn thấy đó, thì Hà phải copy và dán thủ công giá trị token vào API add item. Thì vậy làm sao để API add item có thể tự động tham chiếu token được trả về từ API login mà mình không cần phải copy và dán như vậy? Thì chúng ta cần thực hiện 3 bước ha các bạn. Bước 1 là ở tab test của API login nè. Chúng ta sẽ trích xuất giá trị token ở phần response của API login. Thì mình sẽ sử dụng cú pháp đó là dm response json. Thì cú pháp này sẽ giúp mình lấy được nguyên object, thì object này sẽ được trả về dưới dạng json. Để lấy được giá trị token thì chúng ta cần phải trỏ đến token, mà token thì nằm trong object là authentication, cho nên mình trỏ đến authentication trước ha, chấm authentication, sau đó chấm token. Thì khi này chúng ta đã lấy ra được giá trị token rồi nè. Hãy sẽ console log ra cho các bạn thấy ha. Đây là giá trị token mà chúng ta đã lấy ra nhờ cú pháp trên nè. Bây giờ Hà sẽ copy, so khớp thử coi là nó có khớp nhau hoàn toàn không. Đây, nó khớp với hoàn toàn với lại token được trả về ở response body. Rồi bây giờ Hà sẽ gán cho nó một cái biến là token đi ha. Vậy là chúng ta đã lấy ra được giá trị token rồi. Bước 2 là mình sẽ đưa giá trị token này vào một nơi chung để các API đều có thể tham chiếu được đến giá trị này. Thì nơi chung mà chúng ta có thể khai báo đó chính là environment hoặc là collection hoặc là label. Hà sẽ demo với environment ha. Mình sẽ sử dụng cú pháp là bm environment set. Rồi cú pháp này thì nó sẽ nhận hai tham số. Tham số thứ nhất đó chính là tên của biến và tham số thứ hai là giá trị của biến. Tên của biến thì mình sẽ đặt trong hai dấu nháy kép như vậy. Hà sẽ đặt tên là set token. Còn giá trị của biến nếu là chuỗi thì mình cũng sẽ đặt trong dấu nháy kép giống như vậy nè. Ví dụ như ABC ha. Còn nếu mà giá trị là số thì mình không cần phải đặt dấu nháy kép. Và giá trị là một biến thì mình cũng không cần phải đặt trong dấu nháy kép như vậy ha. Bây giờ mình sẽ mở environment. Thì hiện tại environment của mình sẽ không có biến nào là accept token hết. Bây giờ Hà sẽ chạy lại API. Rồi sau khi chạy lại API thì ở trong environment của mình nè đã xuất hiện ba biến. Có nghĩa là mình đã đưa được biến vào environment thành công rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ copy
giá trị này. Sau đó mình sẽ so khớp với giá trị ở đây. Thì nó khớp nhau hoàn toàn hết các bạn. Mình sẽ chạy lại đi ha. Mình xóa bớt cái này. Rồi mình có một biến là ở set token rồi. Vậy thì để chạy API item thì lúc này mình chỉ cần sử dụng cú pháp đổi biến để tham chiếu đến biến lưu trong environment là được rồi. Và set token. Đây Hà sẽ chạy thử lại API này ha. À, nó đang báo lỗi. À, nó báo lỗi là 500. Thì mình xem coi lỗi này lỗi gì ha. À, product ID must be unique. À, nãy là mình đã Hà đã đăng ký một Hà đã add một product vào trong package rồi. Cho nên bây giờ mình phải đổi thành product khác ha. Đây, mình đã chạy thành công rồi nè các bạn. Add product ID product ID 2 nè. Vậy Hà sẽ thử copy cái biến giá trị token này. Hà so khớp với lại API login. Thì coi nó có khớp nhau không ha. Đây nó khớp nhau hoàn toàn. Vậy có nghĩa là mình đã thành công trong việc là lấy ra được giá trị token từ Street Bone API Login. Sau đó mình đưa nó vào môi trường bằng cú pháp là Environment Set. Rồi ở các API cần tham chiếu đến token này thì mình sẽ sử dụng cú pháp gọi biến. Thì thường token nó chỉ có hiệu lực trong một thời gian ngắn thôi. Ví dụ như setting ở dự án Hà thì token có hiệu lực khoảng 15 phút. Nếu mà chúng ta setting như vậy á, thì sau mỗi 15 phút chúng ta chỉ cần gọi lại API để sinh ra token mới. Rồi token mới này sẽ được tự động gán vào environment. Và các API khác thì cứ tham chiếu đến giá trị mới nhất thông qua cú pháp gọi biến. Vậy là chúng ta sẽ không cần phải tốn thời gian và công sức để sao chép và sửa đổi token thủ công nữa. Rồi tiếp theo mình sẽ đi đến ví dụ thứ hai ha. Ở ví dụ này thì Hà sẽ demo cho các bạn trường hợp là mình chuẩn bị data test. Ví dụ như là email nè, password ở tab request script. Rồi Hà sẽ hướng dẫn các bạn cách để các tab khác có thể tham chiếu được giá trị email password được khai báo ở đây. Thì Hà đã khai báo sẵn hai giá trị là email password ở đây rồi nè. Thì ở tab request script mình muốn đưa hai giá trị này vào trong môi trường environment. Giống như ví dụ ban đầu thì mình sẽ sử dụng cú pháp là set. Rồi Hà sẽ chạy thử ha. À, email bị sai. Bây giờ thì ở trong environment của mình đã có hai giá trị là email và password rồi này các bạn. Ở tab body để mà mình có thể sử dụng được email và password này thì mình chỉ cần sử dụng cú pháp gọi biến thì nó sẽ tham chiếu đến cái giá trị mà mình lưu trữ trong environment này các bạn. Rồi sau đó nó sẽ chạy API và nó trả về cho mình token vì nó đã login thành công rồi. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến là làm sao để chúng ta có thể in ra thông tin email và password ở phần description của tab test result ha. Đây là tab test result nè. Thì làm sao hãng có thể in ra nè email và password mà mình đã define ở tab request script vào tab test result được. Thì mình sẽ chuẩn bị nó ở tab test ha. Rồi đầu tiên là mình cần phải sử dụng cú pháp là bm environment get và tham số truyền vào đó chính là tên của biến mà mình cần get ra. Mình sẽ sử dụng cú pháp này để mình có thể get ra giá trị mà đang lưu ở trong environment của mình. Thì Hà sẽ get ra giá trị email và giá trị password. Hà sẽ cần xong lắp ra cho các bạn thấy ha. Mình sẽ đặt cho nó là một cái biến là email đi.
rồi hệ chạy ha. Đây ở dưới tab quần xong lóc nè, mình đã in ra được hai dòng thông báo là tab email, cái này là password có đúng không, trả lời. Rồi các bạn thấy đó, ở tab quần xong lóc nè, mình đã in ra được giá trị của biến email là ibi testing cộng testmentor.com và giá trị của password là 123456. Vậy có nghĩa là mình đã ghép thành công giá trị email và password từ local environment rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ thử một bài kiểm tra phần response ha. Hà sẽ chọn một bài kiểm tra là kiểm tra status code đi. Rồi trong cú pháp này thì nó sẽ có hai phần. Một phần là cho phép mình viết mô tả về bài test. Đây, phần này. Ví dụ như Hà sẽ ghi vào mô tả là verify status code bằng 200 như vậy. Nhưng mà Hà muốn in thêm thông tin là email, password để mình có thể biết được là account test mà mình đang sử dụng là account nào. Mình sẽ để biến email vào đây. Rồi cộng với password. Mình sẽ gọi đến biến password ở đây. Còn phần cú pháp này thì dùng để so sánh status code của API trả về và status code mà mình mong đợi. Thì nếu mà giá trị mình mong đợi là 200 thì mình để trong mặt này là 200. Mình mong đợi là 400 thì mình để ở đây là 400. Rồi Hà sẽ chạy thử để các bạn xem ha. Sau khi Hà chạy thì cái test case của mình là pass nha các bạn. Và chúng ta cũng in ra được dòng mô tả như vậy. Thì bao gồm 3 phần là status bằng 200 nè. Giá trị của email mà chúng ta đã sử dụng test và giá trị password. Rồi bây giờ Hà sẽ thử trường hợp fail ha. Là mình sẽ cho password sai đi, thêm số 7 vào cuối. Khi đó thì mình vẫn in ra được dòng status ha. Test case bị fail ha, kết quả mong đợi của mình là 200, nhưng mà kết quả trả về là 401. Và ở cái phần description thì nó cũng in ra thông tin cho mình ha. Thì bao gồm có thông tin email nè và thông tin password. Thì lúc đó mình nhìn vào đây thì mình sẽ thấy password sai. Thì mình mới biết là dữ liệu đầu vào mình sai, cho nên nó làm cho bài test case sai chứ không phải là code nó sai. Thì lúc đó mình sẽ nhìn vô thông tin mà mình in ra để mình biết nguyên nhân tại sao nó sai. Vậy là với video này thì Hà cũng đã hướng dẫn cho các bạn về các cú pháp liên quan về biến ha. Thì hôm nay mình đã học thêm được ba cú pháp, đó là BM, Response, JSON. Thì cú pháp này dùng để trích xuất giá trị ở phần response nè. Rồi cú pháp là set là dùng để đưa giá trị vào trong môi trường collection hoặc là label. Còn cú pháp get là trích xuất giá trị từ môi trường collection hoặc là label. Như các bạn đã thấy, nếu mà chúng ta hiểu được ý nghĩa của các cú pháp và biết cách sắp xếp, kết hợp chúng lại với nhau thì chúng ta có thể tự động hóa những công việc kiểm thử và tiết kiệm được rất là nhiều công sức kiểm thử ha. Trong video tiếp theo, Hà sẽ giới thiệu về if else nè và cách sử dụng chúng để kiểm soát luồng kiểm thử trong Postman. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ Test Mentor, đặc biệt là chuỗi series hướng dẫn API testing with Postman của Hà nhé. Chúc các bạn học tốt, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào!